Xin chào quý nhà đầu tư. Gần đây thì có đại dịch virus corona hoành hành ở Vũ Hán và gây ra rất nhiều lỗi khiếp sợ, không những cho người dân mà đặc biệt cho các cái nhà đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực tế thì không những ở Việt Nam, ở Mỹ hay là các cái nước châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan vân vân thì cũng bị ảnh hưởng rất là mạnh. Thì qua 2 phiên đầu tiên giao dịch sau Tết Nguyên Đán, VN Index đã mất khoảng hơn 50 điểm, tương ứng với khoảng độ gần 6%, và gây ra cái thiệt hại rất là lớn đối với các nhà đầu tư. Cụ thể, cái vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam bay mất khoảng độ gần 8 tỷ đô. Và điều này đã làm cho cái sự hoang mang của nhà đầu tư lên đến cực điểm. Thì hôm nay đại diện cho AZFIN Việt Nam thì tôi sẽ trình bày với các bạn về chủ đề virus corona và hành động của chúng ta như thế nào trong cái thời điểm này. Thì trước tiên là chúng ta cùng điểm qua một chút cái thực trạng bệnh viêm phổi Vũ Hán do cái virus corona này. Thì đến ngày mùng 1 tháng 2 năm 2020 thì đã có khoảng 13.000 người mắc bệnh và số người chết lên đến khoảng 260 người, và gần 300 người đã được chữa bình phục. Và một số nhà khoa học ở Hồng Kông họ đã có những cái ước tính dự kiến có khoảng độ 75.000 người mắc trên toàn cầu, và chủ yếu tập trung ở Trung Quốc, mà trọng điểm ở đây chính là Vũ Hán ấy. Tiếp theo là WHO thì cũng đã tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì cái dịch viêm phổi do virus corona này đã lan đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Và nhiều nước cũng đã tuyên bố đóng cửa hoặc là xem xét đóng cửa biên giới đối với Trung Quốc. Cụ thể là đa phần các cái nước đã cấm các cái chuyến bay đến Trung Quốc. Nếu các cái chuyến bay nào đang bay thì lập tức phải quay lại. Thì đây là những cái ảnh hưởng nhãn tiền trước tiên về cái virus corona này gây ra. Tiếp theo là các cái hoạt động kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào, các doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao. Thì theo chúng tôi thì với cái việc nhiều quốc gia hạn chế giao thương thì hoạt động du lịch sẽ bị đình trệ này, các doanh nghiệp kéo dài thời gian nghỉ Tết này. GDP quý 1 của Trung Quốc thì có thể tác động là giảm 4 đến 5%, và cả năm có thể giảm 1 đến 2%. Thì ảnh hưởng càng mạnh mẽ hơn tại cái tỉnh Hồ Bắc này, thì thủ phủ chính là cái thành phố Vũ Hán với hơn 60 triệu dân, thì tương đương với một quốc gia trung bình. Thì ước tính hai nước bên cạnh chịu thiệt hại nặng nhất đó là Việt Nam và Thái Lan. Thì trường hợp nếu mà du khách Trung Quốc trong 3 tháng tới mà giả định giảm 75% thì có thể tác động đến GDP Thái Lan giảm khoảng 0,58% và GDP Việt Nam giảm khoảng 0,37% trong năm 2020. Thì điều này dường như là sẽ xảy ra, bởi vì ngay cả các cái tỉnh ở Việt Nam, ví dụ như là Đà Nẵng hay Nha Trang hay một số cái địa phương khác đã ngừng việc tiếp nhận các cái khách đến từ Trung Quốc, và điều này sẽ tác động thiệt hại mạnh nhất đến các cái ngành du lịch và tiêu dùng, cũng như hàng ăn uống các thứ ở Việt Nam, vận tải đó. Bởi vậy cho nên là cái dịch virus corona này nó không chỉ ảnh hưởng về người mà nó còn tác động rất mạnh đến cái kinh tế của Việt Nam cũng như các cái doanh nghiệp. Vậy thì các hoạt động kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng gồm những cái hoạt động nào? Thì theo chúng tôi, trước tiên đó chính là cái hoạt động du lịch, rồi sau đó là khai thác và kinh doanh dầu khí. Thì thực sự là đối với các cái lĩnh vực giao thông vận tải, nhu cầu giảm thì sẽ làm cho cái ngành dầu khí giảm cầu, và bởi vậy cái ngành này cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Và thứ ba là ngành dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí và hàng xa xỉ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thực sự mà nói thì khi virus diễn ra thì chúng ta thường là sẽ hạn chế đến những chỗ đông người, hạn chế tụ tập. Thì như một số cái doanh nghiệp tôi được biết thì như mọi năm đầu năm họ đi lễ Tết rất là nhiều. Tuy nhiên hiện nay thì họ đã giảm cái đó rất rất mạnh rồi. Rất nhiều doanh nghiệp đã không đi lễ rồi. Đó, rồi là các cái việc là ăn uống liên hoan đến tân niên, chào năm mới thì cũng bị giảm rất là nhiều, giảm rất là nhiều. Và thứ tư là các cái hoạt động vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là hàng không, sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Và thứ năm là hoạt động xuất nhập khẩu và các cái doanh nghiệp phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, ví dụ như các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản
dệt may, thủy hải sản thì sẽ bị ảnh hưởng. Và bởi vậy, nó sẽ làm cho GDP tăng trưởng chậm lại như vừa dự báo ở trên. Và đặc biệt là các doanh nghiệp sẽ kém hiệu quả trong cái thời gian trước mắt là quý 1, rồi sau đó là cả năm 2020 này. Vậy thì các cái ngành mà ít bị tác động hoặc không bị ảnh hưởng trên thị trường chứng khoán là những ngành nào, để chúng ta có thể nhìn nhận vào đó, xem tìm kiếm các cái cơ hội. Thì cũng có một là ngành y dược. Ngành này không những là không bị ảnh hưởng mà thậm chí còn được hưởng lợi một chút. Tôi lưu ý là một chút chứ không được hưởng lợi quá lớn đâu. Bởi vì cái nhu cầu về các cái vaccine đối với bệnh dịch này ở Việt Nam thực sự là không nhiều. Kể cả có cả ngàn ca nhiễm đi chăng nữa thì lượng tiêu thụ vaccine nó chia cho các doanh nghiệp này cũng không đáng kể, không đáng kể. Tuy nhiên là cái việc khẩu trang này, các cái chất rửa tay này, các chất sát trùng này, diệt virus này thì sẽ được bán khá là tốt, thì các doanh nghiệp này sẽ được hưởng lợi một phần. Thứ hai đó là ngành ngân hàng, thì đây là một ngành sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi virus này. Thứ ba là ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành thép thì sẽ được, thậm chí sẽ được hưởng lợi nếu Việt Nam có đóng cửa biên giới hoặc là hạn chế cái việc giao thương, thì cơ bản là cái việc nhập thép từ Trung Quốc sẽ bị giảm, thì điều này các doanh nghiệp thép thậm chí còn được hưởng lợi một chút. Và thứ tư là cái giai đoạn bùng phát các cái trận đại dịch ngày trước như là SARS, H5N1, H1N1 thì thị trường chứng khoán thế giới thường giảm mạnh nhưng mà sau đó tăng trở lại ít nhất là trung bình khoảng 8,6% trong 6 tháng, từ lúc bùng phát dịch. Và thứ năm là khi đại dịch đạt đỉnh thì cũng là thời điểm thị trường chứng khoán tạo đáy và tăng điểm trở lại. Thậm chí thị trường chứng khoán còn đi trước cả những cơn đại dịch này. Khi mọi thông tin đã trở lên bão hòa thì cái việc ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán có thể giảm, hoặc là các cái tay to tham gia trên thị trường nó nhận thấy cái thị trường chứng khoán đủ sức chiết khấu, đủ giá chiết khấu thì họ sẽ tham gia vào cái thị trường này đó. Bởi vậy cho nên là nó có thể tạo đáy trước khi dịch bị dập tắt hoặc là bị đẩy lùi. Tiếp theo, vậy thì với cái thực trạng như thế thì hành động của chúng ta là gì lúc này? Thì qua mấy ngày qua thì thực sự tôi đã nhận được không dưới 100 các cái câu hỏi của các nhà đầu tư. Họ rất là lúng túng bởi vì cái dịch lần này nó sẽ khác các dịch lần khác, và họ không biết ứng xử ra sao khi thị trường chứng khoán hai phiên đã giảm mất hơn 5% rồi. Có những cổ phiếu họ nắm giữ giảm lên đến 15%. Và danh mục của những người dùng margin thậm chí giảm đến 20-30%. Và nhiều người dùng margin cao tỷ lệ 1-4 hoặc 1-9 thậm chí đã bị cháy tài khoản. Vậy hành động như thế nào trong lúc này là hợp lý nhất? Thì chúng tôi cho rằng hành động ra sao phù hợp thì phải dựa trên một số cái cơ sở nhất định, chứ không phải là đối với nhà đầu tư nào cũng ứng xử giống nhau. Thứ nhất là phụ thuộc vào trạng thái tài khoản của bạn như thế nào. Nếu tài khoản của bạn còn nhiều tiền, ít tiền, hay full cổ phiếu, hay margin rồi nhưng dưới 3%, hay margin 50%, hay là margin 1-1 thì sẽ có những cái ứng xử khác nhau. Đó. Thứ hai là đầu tư theo hướng dài hạn, tức là trên một năm, trung hạn là trên 6 tháng, hay là ngắn hạn và lướt sóng T3, T5, rồi 1 tháng, 2 tháng. Đó. Thì đối với mỗi một cái khẩu vị này thì cũng lại có một cái cách, mỗi một phương pháp khác nhau. Thì dựa trên những cái trên thì chúng tôi đưa ra cái khuyến nghị hành động cho các bạn như sau. Trước tiên là có thể giải ngân dần vùng dưới 930 điểm của VN Index với các nhà đầu tư dài hạn trên một năm. Đó, dài hạn. Thứ hai nữa là họ còn nhiều tiền. Đó, và chúng ta nên chia giải ngân làm 3 đến 5 lần, chứ không phải là về 930 chúng ta mua một cái là hết luôn. Đó, lưu ý là chỉ giải ngân đối với các nhà đầu tư dài hạn còn nhiều tiền và chia giải ngân làm 3 đến 5 lần. Tiếp theo, nếu mà tiền trong tài khoản còn rất ít hoặc là đã full cổ phiếu rồi, hoặc là nhà đầu tư ngắn hạn
thì tuyệt đối không nên giải ngân ngay lúc này và nên ngồi chờ việc xác lập vùng đáy của VN Index và theo dõi sát sao cái diễn biến dịch bệnh corona để có thể ứng xử một cách kịp thời. Đó. Và tiếp theo, nhà đầu tư mà margin thấp và đầu tư trung hạn trở lên thì hành động tốt nhất theo chúng tôi là không hành động gì cả. Không hành động gì cả. Quý vị và các bạn hãy ngồi im. Hãy ngồi im, chờ sóng gió trôi qua. Bởi vì chúng ta hãy thử đặt câu hỏi, thị trường chứng khoán liệu có thể giảm mãi không? Liệu sụp đổ mãi không? Đó. Nếu không thì tốt nhất hành động lúc này là nên đóng bảng, không nhìn danh mục của mình nữa. Đó. Và tiếp theo, đối với nhà đầu tư mà full margin thì theo chúng tôi nên giảm bớt một phần, nhưng đặc biệt là không nên bán tháo cổ phiếu. Giảm bớt để chúng ta bớt đi những cái lo lắng, bớt đi những cái áp lực về mặt tâm lý. Bởi vì tôi biết rằng có rất nhiều nhà đầu tư cố níu, thậm chí hàng ngày phải nộp tiền call margin vào, đi huy động khắp nơi để nộp vào. Và cuối cùng, nếu thị trường xảy ra một cái cú wash out nữa thì họ không thể chịu được nữa, thì lúc ấy họ bán sạch 100% tài khoản và cuối cùng thua lỗ đến 5-70% là chuyện hết sức bình thường. Và những lúc bán mạnh như thế, những lúc không chịu được tâm lý như thế, thường là vào đúng lúc đáy của thị trường, thì điều này rất nguy hiểm. Vì thế full margin nên giảm đỡ một phần thôi, chúng ta không cần phải giảm quá nhiều, giảm đỡ một phần thôi để tránh cái áp lực call margin, tránh cái áp lực tài khoản giảm rất nhanh. Đó, thì đây là cái hành động phù hợp đối với mỗi trạng thái của mỗi nhà đầu tư khác nhau. Vậy thì nếu giải ngân thì chúng ta giải ngân vào những cổ phiếu như thế nào? Thì trên đây là Ezofin đưa ra một cái danh sách ưu tiên để giải ngân đối với quý vị và các bạn trong trường hợp là quý vị và các bạn còn tiền nhiều và các bạn đầu tư dài hạn, thì đó là những cái cổ phiếu blue chip tốt, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc được hưởng lợi bởi dịch bệnh, thì gồm có các cổ phiếu sau. Trước tiên đối với ngành ngân hàng thì chúng tôi đưa ra bốn cổ phiếu vì sao. Một là cổ phiếu Vietinbank, đây rõ ràng là một cổ phiếu đang vào cái chu kỳ xử lý nợ xấu, tăng vốn để đáp ứng được Basel 2 và được cải tổ rất là nhiều. Đó, thì có rất nhiều các cái thông tin hỗ trợ cả về cơ bản lẫn những cái game cũng như là những cái thông tin. Thứ hai là ngân hàng VPBank, thì đây là ngân hàng vừa mới xử lý xong cái nợ xấu VAMC. Bên cạnh đó là cái FE Credit cũng bắt đầu đi vào guồng hoạt động ổn định hơn sau một thời gian xáo trộn. Rồi tiếp theo là ngân hàng ACB, có rất nhiều cái catalyst hay về ACB như là họ có thể chuyển sang hoặc là cái tài sản của họ được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Rồi là ngân hàng vua các ngân hàng đó là VCB. Tiếp theo đó là đối với các cổ phiếu bán lẻ, thì hai cổ phiếu hàng đầu ở đây đó là MWG và PNG. Thì chúng tôi cho rằng hai cổ phiếu này sẽ có kết quả kinh doanh rất là tốt trong cái quý 1 này, cụ thể là trong cái tháng 1 này. Thế do đó là có rất nhiều các cái điểm tích cực nếu giá về rất sâu. Thứ ba là các cổ phiếu khác như RE, VicoStone, PLX, Hòa Phát hay là FPT. Thì trên đây là tôi đã trình bày với các bạn về cái trường hợp virus corona gây ra cái dịch bệnh và ảnh hưởng đến các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và các cái hành động mà chúng ta nên ứng dụng lúc này, cũng như các cái cổ phiếu mà ưu tiên giải ngân nếu chúng ta có cái điểm giải ngân tốt. Và các bạn nếu có thắc mắc gì hay trao đổi gì thì hãy comment bên phía dưới để Zfin được giải đáp cho quý vị và các bạn để chúng ta cùng nhau đầu tư hiệu quả hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở các clip khác. Xin chào.